Sáng ngày 5 tháng 10, tại xã Tuân Chính, Phòng Lao động và Thương binh xã hội huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại thị trường lao động Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, cán bộ Lao động Thương binh và xã hội, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên, trưởng các thôn và người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các xã Vĩnh Thịnh, Tuân Chính, Thượng Trưng, Phú Đa, Tân Phú. Tại hội nghị, người lao động đã được Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo giới thiệu các thị trường xuất khẩu lao động nước ngoài, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và cung cấp thông tin về thị trường trong nước, với nhiều ngành nghề có mức thu nhập cao để người lao động lựa chọn. Đồng thời, phổ biến thông tin tuyển dụng, các yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quyền lợi và chi phí khi đi xuất khẩu lao động tại các thị trường. Người lao động được nghe về chế độ và chính sách liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật, các chế độ chính sách ưu đãi, một số chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động như vay vốn tại các ngân hàng, thủ tục hồ sơ tham gia tuyển dụng. Đây là cơ hội tốt giúp người lao động nắm bắt được thông tin thị trường lao động hiện nay, được tiếp cận kịp thời các thông tin tuyển dụng và nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp, có thu nhập và ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.